Xin chào bạn, hôm nay thì mình làm cái video này ở Melbourne, Úc Châu à, Trong video này thì mình sẽ trả lời cho các bạn à, Cái câu hỏi rất là thường xuyên mình gặp ở trên cái trang của mình đó, Là đi du học Úc có thể tự trả tiền học được hay không? Và câu trả lời ở trên page của mình thì Mình chưa có trả lời cụ thể cho bất cứ trường hợp nào hết Mà câu trả lời của mình là nó phụ thuộc vô rất là nhiều yếu tố có ba yếu tố chính mà bạn cần phải phải nghĩ tới thứ nhất là tiền học thứ hai là thu nhập bao nhiêu thứ ba là tiền ăn xài của bạn gọi là sinh hoạt phí đi tiền học thì nó tùy thuộc vô rất là nhiều yếu tố nữa là bạn học ngành gì trường gì cái chỗ đó là chỗ nào tiểu bang nào và cuối cùng là cấp độ nào cái chuyện mà bạn học ngành gì nè rồi chuyện cấp độ nào nè là à, nó sẽ định ra cái số tiền mà bạn cần à, phải chuẩn bị khi đi học bạn nên nhớ là bạn đang đi du học chứ không phải đi định cư à, nếu mà đi du học thì tất nhiên cái mà bạn muốn giữ cái visa lại khi mà bạn du học đó, là bạn phải trả tiền học thế okay. trả tiền học xong rồi trả tiền sinh hoạt phí nè à, tiền ăn xài của mình là tự trả hết và không có một cái chính phủ nào ở bên úc đây nó tài trợ cho bạn nhỉ? trừ khi là bạn có học bổng nhưng mà cái chuyện học bổng thì mình sẽ không đề cập tới trong cái vấn đề này mà mình chỉ trả lời cho cái câu hỏi là bạn có thể tự đóng tiền học trong lúc bạn đi học hay không thôi nói tới trường học thì bạn học ngành gì cấp bậc nào nghề nè hoặc là bachelor hoặc là master nghề thì nói chung là có rất là nhiều cái loại nghề cái giá tiền khác nhau thì bạn có thể tự chọn trường nè rồi chọn thêm cái cái nghề nào mà nó phù hợp giá tiền của bạn thì bây giờ mình chỉ ví dụ cho hai cái là cái bachelor với là cái master thôi um, bachelor là đại học còn uh, master là thạc sĩ thì uh, bạn có thể um, tham khảo cách mà mình tính dưới đây rồi xong bạn có thể tự tính cho cái, cái nghề mà bạn bạn muốn học cái khóa học của bạn nó còn tùy theo là bạn chọn trường nào nữa chứ không phải là trường nào cũng giống nhau trường học ở bên Úc này có trường lớn trường nhỏ trường Uni rồi trường College à, nói chung là tùy theo là cái trường nào bạn chọn mà cái location nó nằm ở đâu và dạ, nó ở tiểu bang nào thì nó nó tùy theo tùy theo là bạn uh, chọn cái tiểu bang nào nữa và bạn nên nhớ là muốn mà đậu cái visa đó thì bạn phải chọn cái trường nào nó có danh giá xíu bạn nhé có tiếng chút xíu thì lấy cái visa du học nó dễ hơn dễ hơn là khi mà bạn uh, uh, chọn cái trường mình của bất cụ Củ bơ đó không ai biết tới biết tới hết thì những cái trường mà của bất cụ Củ bơ đó nó cái giá nó rẻ hơn và những cái trường mà có danh giá, có danh tiếng thì tất nhiên tiền nó cũng cao hơn những cái trường khác. Bây giờ mình sẽ tính cái tiền học cho bạn coi ha. Cái tiền học á, mình tính là Bachelor, ok? Bachelor, um, là cái Master, yeah thì hai cái này nó tương đương với nhau cái master thì nó sẽ nhiều hơn chút xíu nó nhiều hơn cái bachelor chút xíu một năm nó nhiều hơn khoảng chừng hai ba ngàn gì đó hoặc có thể là đến năm sáu ngàn tùy theo trường mà tùy theo tất cả tùy theo hết tùy theo cái cái, cái khóa bạn chọn tùy theo cái trường nè nhưng mà bây giờ mình tính là, là trung bình trung bình cái cái bachelor đó mà uh, mình tính cái số trung bình đi là khoảng 100 trăm ngàn ok cho ba cho nguyên chọn khóa thì chọn khóa nó khoảng chừng 3 năm đến 4 năm ok à, đây ha 3 đến 4 năm vị chi ra là một năm bạn phải trả là khoảng à, 35.000 ok mình tính là 135.000 cho 1 năm ok 35.000 cho một năm thì cái 35.000 này á, mình tính là nó xê xích thôi bạn nhé chứ không phải là mình tính là xác y chang vậy luôn không phải. Tính sơ sơ thôi là cỡ 35.000 một năm nhé yeah. À cho là bachelor đó. Nếu mà 35.000 một năm thì một khóa học của nó là có 5 tháng, ok. Một khóa học nó có 5 tháng thì một cái semester nữa yeah. một cái semester là khoảng chừng à 17.000, 17.500, ok. 17.500 cho một năm. À, một semester, okay. 17.500 cho một semester. Mà một semester là có 5 tháng, okay. 5 tháng. Thì bạn cứ tính đó, là 1 năm có 12 tháng mà 5 tháng là đi học một semester có nghĩa là một năm là hai semester nhỉ thì có nghĩa là bạn học 10 10 tháng nhỉ 10 tháng thì một tính ra là một tháng một tháng tính ra là một tháng là bạn phải trả khoảng chừng ba ngàn rưỡi nhỉ rưỡi một tháng ok ba rưỡi một tháng vậy thì một tuần là bao nhiêu tính ra một tuần là khoảng 800 875 đồng OK tính cỡ đó mình tính mình tính sơ sơ thôi một tuần là bao nhiêu đây tiền học OK đây tiền học ha rồi tiếp theo mình sẽ tính cái uh, cái này là tiền học tiếp theo mình tính income OK tiền income income có nghĩa là tiền uh, thâu vô đó tiền bạn làm được bao nhiêu đó income uh, gọi là thu nhập đi thu nhập đó hiện tại là bạn làm được uh, 24 tiếng hợp pháp ok. Làm được 24 tiếng hợp pháp. 24 tiếng hợp pháp ở Úc này. Và lương thì hiện tại là 24 đồng 10 sen. Ok, 24 đồng 10 sen à 1 giờ là minimum wage ok. Nếu bạn làm tiền cây rồ ok. Tiền cây rồ có nghĩa là làm cây rồ đó. Làm cây rùa cây rùa là này à bạn ha thì cái lương cây rùa là nó sẽ là như thế này 24 uh, đồng 10 sen ha uh, cộng với lại 25 phần trăm tiền này là tiền lối đình ok tiền lối nếu mà làm làm cây rùa nó sẽ là tiền lối đình tính ra đó là mình được uh, nếu mà làm cây rùa ha là mình được ba chục đồng um, 30 đồng chấm 125 sen ok là 12 12 sen đó 30 đồng 12 sen tại sao mà mình nói tới cái vụ cây rồ cây rồ đó thì cái lương của nó là bắt buộc phải là 25 25 phần okay? trăm còn nếu bạn làm part time part time thì lương sẽ là y chang vậy luôn là vẫn là 24 đồng 10 sen nhưng mà được một cái là bạn sẽ được benefit benefit là bạn có ngày nghỉ nè À, ngày nghỉ ha rồi à, à, bạn có thêm tiền à, à, nghỉ nghỉ như là nghỉ holiday đó và sau đó là bạn có thêm à, gọi là quyền lợi đó bạn quyền lợi là ngày à, bệnh à, ngày bệnh ha. thì những cái ngày này à, thường thường à, chủ á, mà họ mướn thì họ mướn bạn cây rùa thôi bạn không muốn, không muốn bạn part time tại part time họ phải trả thêm cái này nữa trong khi đó bạn chỉ là du học sinh nhé yeah. Um, du sinh thì họ sẽ chọn đa số họ chọn cây rùa cái thì nó có lợi hơn cho họ thì cái part time này có thể nếu bạn nào được thì tốt còn không được thì được cây rùa cũng ok nhưng mà cây rùa thì nó có thêm tiền cái okay? không có benefit nha bạn nhé cái này là không có ngày nghỉ okay? cái ngày nghỉ bạn nghỉ không được trả lương part time thì sẽ được trả lương um, cho ngày nghỉ những ngày nghỉ nha những, những ngày bệnh cũng được luôn nhưng mà nó sẽ không có hai phần trăm này Ok bạn tính đi là bây giờ tính ra một tiếng đồng hồ đó, là bạn làm như đây nè ha một tiếng làm được 30 đô nhưng cho 24 tiếng thì tính ra một tháng bạn ấy xin lỗi một uh, một tuần đó, là bạn sẽ làm được 273 đô chưa thuế ok chưa thuế ừ. cái này á là bạn làm maximum cái giờ này cái okay. này là một một giờ cho một tuần ok một giờ cho một tuần là hai mươi à, số giờ cho một tuần là 24 tiếng làm được maximum luôn phải trừ trường hợp là nếu bạn không làm được cái số này thì sẽ như thế nào nhé yeah. rồi này là 723 đô la chưa thuế ok trong khi đó đó là cái số tiền mà bạn cần phải kiếm tiền cho tiền học nữa là con số này 875 nha, yeah. 875 chưa tính tiền ăn uống. Rồi, tiền mà kiếm được là cỡ như đây nha. Yeah. Cái này là mình nói tất cả là minimum wage, đa số là khi mà du học á, họ sẽ mướn bạn minimum wage thôi. Họ không mướn bạn giống như họ không trả thêm cho bạn nhiều đâu. Nếu có thì chúc mừng nha, yeah. nhưng mà cái số tiền mà uh, họ trả thì cỡ như đây cộng thêm tiền loading là nó ra được con số này. Hmm đó rồi một tuần á, là bạn kiếm được nhiêu đây trong đó tiền học là nhiêu đây nếu mà tính tính như vậy không nếu mà tính con số này tính hai ba đi thì một tuần thì một năm là bạn có khoảng chừng nếu mà cứ suốt làm suốt được cái con số này luôn thì một năm là bạn sẽ được ba mươi sáu một trăm năm năm đồng cho một năm ok thì nếu mà có con số này thì cái tiền thuế nó sẽ là khoảng chừng ba nghìn bốn trăm bốn trăm đồng nhé lẻ năm sen nó là tiền thuế đây là tiền thuế bạn nhé mình nói là cái này là mình estimate thôi ok mình chỉ là phỏng đoán thôi còn cái thực tế nó là cái khác nữa thực tế nó dựa rất là nhiều yếu tố nếu mà tiền như vậy thì có nghĩa là một năm bạn kiếm thật sự là chỉ có được 32.739 đồng 50 sen một năm thôi sau thuế ok nếu như vậy thì một tuần là tính ra bạn chỉ kiếm được có 654 .79 đồng 79 sen cho một tuần ok vậy đi ha trong khi đó tiền này tiền này á là tiền mới vừa được lên lương, ok, lên lương minimum wage, chính phủ mới vừa lên lương nhưng cái tiền này nó sẽ lên theo thời gian. <laughs> Tại sao mình nói theo thời gian? trường nó sẽ tăng giá, ok, cái tiền này nó sẽ tăng lên và cái tiền này thì vẫn đứng nguyên. đó, thì uh, đây là cái câu trả lời cho cho bạn tới đây là bạn biết là là mình đang nói gì rồi, phải không? Uh, nếu mà bạn đắm theo dõi mình đó. À, sau này mình sẽ làm thêm một cái vài vài cái video là cách mà bạn có thể à, giống như là nó tiết kiệm được tiền ha rồi tăng thu nhập cái tăng thu nhập ở úc đây nếu mà bạn là du học sinh thì bạn có bấm theo dõi đi rồi xong này nếu mà có cơ hội mình sẽ làm cái video đó và sau thì bạn có thể coi lại cái video đó đó là con số mới vừa mới tính ra cho bạn có nghĩa là cái số trung bình thôi cái số rất là trung bình đó bạn à, con số rất là căn bản ha. nhưng mà nó tùy thuộc vô rất là nhiều yếu tố nhỉ? nếu mà muốn mà cái thu nhập của mình à, nó, nó, nó có tăng nó giảm nó tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố là nếu bạn được người chủ trả lương cao đâu biết được đâu nếu bạn có tay nghề tốt nè um, hoặc là bạn làm trong weekend mà người ta tính cho bạn trong weekend thì bạn sẽ được thêm bao nhiêu tiền nữa có nghĩa là thí dụ như uh, um, weekend thì trả double yeah? hoặc là uh, trả bao nhiêu thêm bao nhiêu phần trăm đó là cái tiền lối đinh có thể là nếu bạn làm cây rồ thì nó có thể trả là 75% phần trăm tiền lối đó thì cái số tiền nó sẽ hơn nhã yeah? nó nhưng mà nó mình nói cũng tùy theo nhiều trường hợp lắm Nó dựa rất là nhiều yếu tố Rất là khó nói trong cái chuyện tiền lương um, nó ủa Tại sao cái anh kia nó được liệu nhiều nhiều lương của mình trong một tuần Tại vì anh làm weekend nhá. Yeah. Um, thì nói ồ ờ, thì tôi cũng có thể làm weekend được Nhưng mà tùy theo người chủ có mướn hay không yeah. Tùy theo người chủ họ tính như thế nào Tùy theo là có nhiều tiệm bạn làm Nó không mở weekend thì làm sao Yeah. Uh, thì bạn không có được trả uh, Penalty rate um, Có nghĩa là cái tiền mà Weekend yeah. Nhưng mà nếu bạn kiếm được job weekend Mà được trả tiền weekend luôn Thì quá tốt nha yeah. Ngoài ra thì bạn cũng có cái tiền uh, Gọi là superannuation là tiền lương hưu trí đó. Tiền, tiền lương hưu trí sau này Khi mà bạn hết visa rồi Hoặc là bạn, bạn ở đây và bạn về già rồi Bạn sẽ được hưởng cái đó Nhưng mà sẽ không có rút được cái tiền đó trong lúc này Sau đó là mình nói tiền uh, expenses Expenses có nghĩa là tiền nhà Tiền... Uh, chi phí sinh hoạt có tiền xài đó thì nó bao gồm là có nhà ở nè đồ ăn nè tiền đi lại nè tiền giải trí tiền bill điện gas các kiểu nhà các loại các loại bill điện thoại nói chung là các loại bill thì nếu mà tiết kiệm dạ mà bạn không có người thân ở đây gọi là cố gắng tiết kiệm cố gắng tiết kiệm thì nó dao động khoảng chừng ba trăm rưỡi tới khoảng 400 đô cỡ đó là ít nhất mình nói là ít nhất đó là nó dao động cỡ đó chưa tính lạm phát thế này thế kia thôi bạn ha à, mình nói con số này có thể bạn sẽ giảm được nữa hoặc có thể là nó cỡ đó tùy theo thôi cái số trung bình ít nhất ừ, ok thì bạn cứ tính trong đầu bạn đi là một tuần đó, bạn phải chuẩn bị làm sao mà có ba trăm ba trăm rưỡi cho tới bốn trăm đô đó là tiền ít nhất nhé dạ trung bình ít nhất, à, tùy theo là bạn xài như thế nào, cách ăn xài của bạn, đây là mình tính cái là trung bình thôi. Cái mà bạn phải suy nghĩ tới là trong trường hợp bạn không có việc làm thì sẽ như thế nào? Đó, à, trong khi đó bạn vừa phải đi học và vừa phải đi kiếm việc làm, nha thì trong thời gian nếu không có việc làm thì bạn sẽ như thế nào đây? À, cái Câu hỏi đặt ra đó, là mình lúc nào mình cũng nói cái phòng phòng ngừa trước cái video này không phải là để làm cho bạn nhục chí để mình muốn bạn mình không muốn bạn đi học hay là như thế nào đó mình nói ra những cái này nhưng bạn phải cần nhìn cho thực tế cái okay? nhìn vô thực tế là như thế nào có nhiều cái mình khó nói lắm bạn à, Còn nếu mà chuyện một tuần bạn chỉ làm được 24 tiếng thôi Vậy nếu bạn làm hơn nữa thì như thế nào? Có hai trường hợp nha. Làm hơn nữa thì có hai trường hợp là một là nếu đóng thuế hơn số đó nữa thì người chủ sẽ bị phạt và bạn thì phải về nước tại vì bạn vi phạm visa, ok. Rồi, trường hợp thứ hai là người chủ sẽ trả tiền mặt cho bạn nếu mà trả tiền mặt mà sau 24 giờ nhỉ làm thêm thì tất nhiên lương sẽ rẻ hơn nhỉ lương sẽ rẻ hơn tiền trên giấy tờ à, có thể là có thể là hai chục đồng nhỉ tới 21 mươi hai đồng tùy theo mình không biết à không biết là cái cái tiền đó họ họ sẽ trả bạn bao nhiêu tiền mình không biết nhỉ thì cái cỡ cỡ đó, đó chỉ có cách đó bạn mới có thể làm thêm thôi nhả. còn ngoài ra thì nếu bạn làm thêm thì là chuẩn bị đó bạn Là lên đường đó Tại vì trong visa Nó chỉ cho có 24 tiếng Một tuần Hoặc là 48 tiếng Cho 2 tuần thôi Mà nếu có Thì ok Tốt Nếu mà có cái công việc mà Làm thêm Sau cái 24 tiếng đó Rồi được trả thêm tiền Thì quá tốt à, Nhưng nhớ phải cân bằng cái chuyện học nữa nhé yeah. đâu phải là qua đây là bạn cấm đầu bạn đi làm xong rồi bạn bỏ chuyện học tại vì á bạn làm bạn đi học á không có hiệu quả là di chú sẽ cho bạn về nước ok à, có nghĩa là bạn rớt nhiều quá đó di chú sẽ ok mời mời về tại vì di chú không chấp nhận được những cái như vậy có nghĩa là bạn không đi học đó là lý do mà di trú họ à, tập trung vô cái chuyện mà visa hiện tại rất là nhiều là vậy tại họ muốn cái đi học là chính học là đi học là chính đi làm thêm là phụ thôi tại sao mình đã chọn úc bạn tại úc nó có chế độ làm thêm yeah. thì cái đó nó có thể phụ được cha mẹ mình phần nào nhưng mà à, nó cũng là con dao hai lưỡi ok nó cũng là con dao hai lưỡi là nhiều lúc bạn không tập trung được Yeah, có chuyện học đó bạn lo bạn kiếm tiền à, nhưng mà nếu mà không đi học nó cũng là một vấn đề rất là lớn các bạn không có nào bạn tập trung học được nếu mà bạn không có thu nhập nha yeah. dự cha mẹ hoài không nên đó rồi mình nói à, nếu mà có agent hoặc là bạn bè bạn nói với bạn là họ có thể hoặc là bạn sẽ có thể Chữ, tự trả tiền học được à, họ rẽ ra một cái bài toán rất hoàn hảo nha có thể trả tiền học được có thể tự trả tiền sinh hoạt quý được thì ok tốt nha đó là cái bài toán rất là hay bạn nhưng cái thực tế phải nhìn vô thực tế bạn nhé bạn bè bạn nói là có thể làm được nhưng mà chắc gì bạn đã làm được bạn làm được bạn của bạn làm được chưa chắc gì bạn làm được à, có thể là bạn nghe cái này xong mình thấy hơi buồn, hơi nhục chí Nhưng mà phải nhìn thẳng sự thật các bạn nhé Nếu bạn qua đây bạn không có việc làm mà làm sao? Bạn không có kiếm được cái việc làm đóng thuế làm sao? Bạn không có kiếm được cái việc làm thêm à, sau cái 24 tiếng đó rồi làm sao? Chỉ có cách mà làm thêm chút xíu thì bạn mới có thể kiếm thêm tiền đó bạn nhé À, nhưng mà cái này thì nó cũng hơi rủi ro nó cũng có rủi ro nên trước khi mà đi à, du học có quyết định du học bạn hãy làm một cái bài toán là tiền học bao nhiêu rồi cái tiền in không của mình bao nhiêu tiền thực tế của mình có là bao nhiêu rồi tiền cha mẹ hỗ trợ là bao nhiêu thì bạn tính cái tiền đó xong rồi à, cộng thêm tiền phí sinh hoạt okay? phí sinh hoạt là cỡ mình nói coi đó đó nhưng mà mình sẽ làm một cái video khác sẽ nói về cách mà bạn giảm chi tiêu nhỉ? giảm chi tiêu và uh, nói chung là có nhiều cái uh, cái mẹo đó, <laughs> có một cái mẹo cái uh, uh, cái tip nhà mình nói cái tip cái mẹo đó để cho bạn có thể coi và bạn uh, nếu mà đây là có tham khảo tham khảo thôi um, và sau đó thì bạn có thể tự đưa ra quyết định như mình và bây giờ những gì bạn cần làm là tìm ra cái cái số tiền của trường nè à, số tiền mà trường chạc mình á rồi sau đó bạn cứ tính tính tiếp lên nhà là cái cái tiền mình đi học là cỡ nhiêu đó chưa tính tiền sinh hoạt sinh hoạt phí ha? à, rồi cộng thêm tiền sinh hoạt phí vô rồi tính này tính kia vô rồi sau đó bạn hãy quyết định coi là bạn có đủ khả năng đi học hay không nếu bạn thích video này có thể cho video một like và nếu bạn thích kênh mình thì bấm subscribe Bấm đăng ký Và sau này mình sẽ có nhiều cái tip khác Mình có nói thêm nhiều cái vị du, du học khác Bạn có thể nghe được Nếu bạn có ý kiến gì thì sẽ comment ở dưới đây Xin chào và hẹn gặp lại Bye bye